Phương Anh, em đang làm gì ở máy tính của chị đây? À, chị Ngọc Anh, em có làm gì đâu ạ? Không làm gì. Chị nhìn thấy rồi mà em vẫn còn cãi à? Em không làm gì thật mà chị. Em sang mượn máy tính của chị tí thôi. Máy của em bị làm sao ấy, bật trả lên. Em sợ làm báo cáo muộn ạ. Em làm việc như thế là không được đâu. Chị không thể chấp nhận được kiểu làm việc này của em đâu đấy. Dạ, em xin lỗi chị. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Thôi rồi, em về chỗ làm việc đi. Vâng. Thế vẫn chưa lấy được à? Vẫn chưa ạ. Sáng nay em tưởng chị ta đi gặp đối tác rồi nên mới dám mò vào máy tính của chị ta tìm. Ai dè đang tìm thì chị ta về. May mà em biết cách nói lừa, chị ta mới bỏ qua cho đấy. Em tìm nhanh lên, anh không có nhiều thời gian để chờ em lâu thế đâu. Thì em vẫn đang cố đây. Thế nhưng mà lỡ chị ta phát hiện rồi đuổi việc em thì sao? Em sợ cái gì? Nếu em làm thành công thì số tiền anh cho em đủ để em không cần đi làm cả năm đấy. Nhưng mà em vẫn hơi sợ. Nhỡ mà họ bắt được, họ kiện em thì sao? Thế thì em đừng làm nữa, để anh tìm người khác. Ơ, anh này, em có bảo là em không làm đâu. Làm thì phải cho ra làm chứ, cứ sợ sệt thế này, bao giờ mới thành công? Em yên tâm, chỉ cần em lấy được tập tài liệu, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh nói thật chứ ạ? Anh đường đường là giám đốc công ty, anh đùa em để làm cái gì? Dạ, em sẽ nghĩ cách. Em làm nhanh nhanh đi, nếu không là không kịp đâu. Mau tìm cách thăm dò cô ta xem, chứ mò mẫm như em đến bao giờ mới xong? Vâng, thế thì em yên tâm rồi ạ. Chủ tịch cho gọi em ạ. Tài liệu đó em đã chuẩn bị xong hết chưa? Em đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Chủ tịch cứ yên tâm, lần này nhất định mình sẽ thắng được bên đó. Ừ, đây là một dự án lớn, có rất nhiều công ty muốn tranh giành, nhưng chỉ có duy nhất công ty BJ là đối thủ đáng gờm nhất. Chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nếu như sải chân một cái thì mọi công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể hết đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Chị Ngọc Anh, em mời chị uống cà phê ạ. Chị có đây rồi, em cứ để uống đi. À, chị nhận đi cho em vui ạ. Em có chuyện gì cần nhờ chị à? Chuyện lần trước em tự ý dùng máy tính của chị mà không xin phép. Đấy là lỗi của em. Mấy hôm nay em áy náy day dứt trong lòng quá. Chị có giận em không chị? Chị không giận em nữa đâu. Chuyện qua rồi thì cứ để cho qua đi. Em đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì nữa. Bây giờ tập trung làm việc cho tốt đi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị nói vậy là em yên tâm rồi ạ. Không sao đâu, chị không để bụng đâu mà. Dạ, thế chị nhận cốc cà phê này cho em vui nhá. Được rồi, chị cảm ơn nhá. À mà em nghe các chị trong phòng mình nói là công ty mình đang cạnh tranh một dự án rất lớn với công ty PJ đúng không chị? Đúng rồi, dự án lần này có thể coi là lớn nhất từ trước đến nay của công ty mình đấy. Uầy, thế cơ ạ? Thế chắc lần này hai bên cạnh tranh gay gắt lắm chị nhở? Thương trường là chiến trường, có ai không muốn lợi ích thuộc về mình đâu em. Nhưng mà em thấy công ty PJ cũng là một công ty lớn, liệu mình có thắng được họ không chị? Về cái này thì công ty mình đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ cần thời cơ đến là mình sẽ thắng họ thôi. Có phải mình nắm được bí mật gì của bên đó không chị? Sao em lại hỏi thế? À, tại em thấy trong phim người ta hay làm vậy nên tiện mồm hỏi thôi. Ừ, nhưng đây là bí mật của công ty, chị không thể tiết lộ ra được. Dạ, vâng ạ. Mà hôm nay em có vẻ quan tâm đến chuyện này ghê nhở? Tại em cũng vừa nghe các anh chị nói chuyện với nhau là dự án này quan trọng, cho nên em tò mò hỏi thôi ạ. Thôi, em xin phép làm việc đây chị. Anh nghe tin gì chưa? Bà Ngọc Anh bị tai nạn, đang cấp cứu ở trong bệnh viện đấy. Em nghĩ tự nhiên nó bị tai nạn được như thế à? Ý anh là sao ạ? Đừng nói với em anh là người gây ra vụ tai nạn đấy nhá.
Theo anh lâu em thông minh hơn rồi đấy. Là anh làm thật á? Em có cần ngạc nhiên vậy không? Trong làm ăn kinh doanh thì phải có thủ đoạn. Đứa nào cản trở anh phải xử lý nó chứ. Thế nhưng mà lỡ chị ta chết thì sao? Lại còn công an nữa, người ta điều tra ra thì sao hả anh? Yên tâm, nó chỉ bị đâm nhẹ thôi, không chết đâu mà lo. Vâng. Cơ hội của em đến rồi đấy. Là sao ạ? Em đúng là còn non và xanh lắm. Anh đã tạo cơ hội cho em như vậy mà em vẫn còn không biết. Ý anh là anh gây ra tai nạn cho cô ta để em có cơ hội tìm tập tài liệu bí mật kia à? Chứ còn gì nữa. Em mau tranh thủ đi. Nó bị thương nhẹ, xuất viện sớm thôi. Trong thời gian trước khi nó quay về, em phải tìm bằng được tập tài liệu cho anh. Dạ, em biết rồi. Em sẽ cố gắng tìm nhanh nhất có thể ạ. Sao không tìm thấy đâu nhỉ? Alo anh Nam à? Em tìm hết trong máy tính của cô ta rồi, không hề có anh ạ. Có khi nào cô ta để ở nhà không anh? Nếu nó không lưu file tài liệu trong máy tính thì rất có thể đây là tài liệu giấy. Em vào nhà nó tìm thử xem. Nhưng mà nhỡ có người phát hiện ra em thì sao? Em yên tâm, anh đã cho người theo dõi rồi. Nó chỉ ở có một mình thôi, nhà lại không có camera. Em thích làm gì nhà nó thì làm. Nhưng mà anh ơi, em có một thắc mắc ạ. Sao thế? Có khi nào cô ta không nắm giữ bộ tài liệu đó không? Có thể là người khác cầm, hoặc cũng có thể là chủ tịch công ty em ạ. Không đâu, nó là trưởng phòng chịu trách nhiệm dự án này. Thằng Cảnh rất tin tưởng nó, nên anh chắc chắn thằng Cảnh sẽ giao cho nó hết mọi việc. Em cứ vào tìm đi, không thấy thì mình tìm cách khác. Vâng, thế anh ở ngoài này canh cho em nhá. Có gì là phải gọi cho em ngay đấy. Em mà bị bắt là toang cả lũ hết. Được rồi, yên tâm, anh ở ngoài này, em vào đi. Chủ tịch ạ. Em cứ nằm nghỉ đi, không phải dậy đâu. Sức khỏe em sao rồi? Em cũng ổn ổn rồi ạ. Ừ. Em nhớ ăn uống đầy đủ vào cho mau khỏe nhé. Dạ vâng. Anh cho người tìm tên tài xế đó rồi, chắc là sẽ mau chóng tìm ra hắn thôi. Dạ vâng. Em nghĩ chắc chắn là do bên công ty BJ thuê người làm thôi chủ tịch ạ. Anh cũng nghĩ vậy. Nhưng mà chúng ta phải tìm ra tên tài xế kia mới có bằng chứng xác thực được. Vâng ạ. Thế còn chuyện kia thì sao hả chủ tịch? Anh đã thấy có động tĩnh gì chưa? Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã nằm trong kế hoạch của anh rồi. Vâng ạ. Chắc chắn là cái này rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Sao lại có nhiều tiền thế này nhỉ? Có nên lấy không ta? Cuối cùng tao cũng tìm được mày rồi. Lần này tao thắng chắc. Chúc mừng anh ạ.
Công của em lớn lắm đấy nhá. Chờ vụ làm ăn này hoàn thành, anh sẽ thưởng cho em. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Chúng nó mà biết bộ tài liệu này đã bị mất, chắc là sẽ cay cú lắm. Dạ, tất nhiên ạ. Bọn họ làm sao đủ trình đấu với anh được. Em nói đúng, làm sao đủ trình đấu với anh được. Còn non và xanh lắm. Ơ, chị Ngọc Anh, chị đi làm rồi ạ? Ờ, chị cũng khỏe rồi nên là đi làm, chứ ở nhà mày cũng chán. Dạ vâng ạ. Trong thời gian chị nghỉ làm, có việc gì xảy ra ở công ty mình không em? Không có đâu chị, phòng mình vẫn thế, vẫn chăm chỉ làm việc lắm. Mà thi thoảng mọi người vẫn nhắc đến chị mong chị mau khỏe thôi. Vậy à, thế này chị phải tổ chức một buổi liên hoan cho cả phòng mình thôi chứ nhở? Dạ, nếu được thế thì mọi người vui lắm đấy chị ạ. Ok, vậy để chị sắp xếp, em làm việc đi. Dạ vâng. Mời vào. Em chào chủ tịch ạ. Em đi làm rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm 2-3 hôm nữa cho nó khỏe rồi hẵng đi? Dạ thôi ạ, đợt này công ty mình cũng nhiều việc, em ở nhà cũng không yên tâm chủ tịch ạ. Em lo cho công ty là rất tốt, nhưng em cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình nữa. Dạ vâng, em khỏe rồi ạ. Ừ, thế thì tốt. Đúng như những gì anh dự đoán, trong khi em nằm viện, bọn họ đã đến nhà em lấy đồ đi rồi ạ. Tốt. Vậy đã đến lúc chúng ta lật ván bài này rồi. Chị, sao chị cho em đi cùng đến đây ạ? Đây là cơ hội để cho em cọ sát mà, em không thích à? Dạ, không ạ. Em chỉ thắc mắc vậy thôi. Tại đây là công ty đối thủ với công ty mình, em vẫn chưa hiểu sao chị lại đưa em đến đây. Em cố gắng chờ thêm một chút nữa đi, lát nữa em sẽ biết thôi. Dạ vâng ạ. Ai đây thế này? Chị Ngọc Anh, trưởng phòng kinh doanh của công ty ABA đến đây để làm gì? Chào anh, lâu ngày không gặp, trông anh có vẻ yêu đời hơn trước kia nhở? Tất nhiên rồi, chúng ta phải yêu đời chứ. Làm gì thì làm, bản thân vẫn là quan trọng nhất. Chị nói xem như vậy có phải không? Giám đốc Nam nói thì chỉ có đúng thôi ạ. Thế lần này chị đến đây có việc gì? Mà ai đây? Anh không quen bạn này ạ? Chị cứ đùa, mới đến làm sao tôi biết được. Mà để tôi đoán nhé, đây là nhân viên của chị, đúng không? Anh đoán đúng, nhưng mà thiếu mất một từ quan trọng rồi. Thiếu từ nào nhỉ? Từ cũ. Ý chị là sao? Tôi vẫn chưa hiểu. Thì trước đây, bạn ấy chính là nhân viên của tôi. Nhưng kể từ bây giờ, thì không còn là nhân viên của tôi nữa. Chị Ngọc Anh, chị nói vậy là sao ạ? Em không hiểu. Em không hiểu thật, hay là cố tình không hiểu? Em to gan lắm Phương Anh ạ. Em dám cấu kết với công ty đối thủ, lấy trộm tài liệu mật của công ty mình. Em làm vậy, không sợ bị công an bắt à? Chị nói gì thế? Em có làm gì đâu ạ? Em vào nhà chị, lấy trộm tài liệu cho anh ta. Nhưng lòng tham của em cũng ghê gớm thật đấy. Em lấy cả mấy chục triệu chị để ở nhà nữa. Chị ơi, em có làm gì đâu. Chị đừng có đổ oan cho em ạ. Đấy, có tin nhắn đến rồi đấy. Em xem đi. Chị có video trích xuất từ camera, gửi cho em rồi đấy. Anh Nam, sao anh bảo trong nhà không có camera mà? Này, cô nói linh tinh cái gì đấy? Tôi nói với cô lúc nào? Tôi quen cô bao giờ? Anh, sao anh dám chối thế? Tôi không biết gì hết, cô đừng có ăn nói vớ vẩn. Mà đấy chị xem, nhân viên của chị đổ oan cho tôi như thế có được không? Anh cứ bình tĩnh, anh cũng có phần mà. Kìa, anh cũng có tin nhắn đến rồi đấy. Anh mở ra xem đi. Cái này là thế nào? Anh nghĩ cô ta lấy trộm được bộ tài liệu bí mật thật cho anh đấy à? Nếu mà dễ dàng như vậy thì công ty chúng tôi đâu có chỗ đứng trên thương trường như ngày hôm nay. Chúng mày cố tình gài nó lấy tài liệu giả để lừa tao à? Đúng rồi đấy, tất cả đều do chúng tôi sắp xếp. Thứ mà cô ta lấy được chỉ là một chút thông tin nhỏ thôi. Nó cũng có giá trị đấy, nhưng không thể hạ bệ anh được. Cái mà anh vừa nhận ấy mới là thứ để hạ bệ công ty anh đấy. Chúng mày dám chơi đều tao à? Chúng mày vì dự án mà dám dùng thủ đoạn với tao à? Anh nói người mà không nhìn lại mình à? Nếu anh không dùng thủ đoạn với chúng tôi thì chúng tôi đâu cần phải làm như vậy. Tất cả chỉ là sự phòng vệ thôi. Lũ cáo giả chúng mày, coi thường chúng mày đúng là sai lầm. Bộ tài liệu mật này chứa rất nhiều sai phạm trong kinh doanh của công ty anh.
Nếu nó được công bố ra ngoài ấy thì chắc chắn công ty anh sẽ không còn đường lui đâu. Cứ từ từ mà tận hưởng nhá. Tao liều với chúng mày. Chuyện anh thuê người để gây tai nạn cho tôi ấy, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Còn cô nữa, cô đâm sau lưng tôi thì từ từ mà gánh hậu quả đi. Chị Ngọc Anh ơi, em xin lỗi, em biết lỗi rồi, chị tha cho em đi ạ. Chị Ngọc Anh. Anh Nam, bây giờ em phải làm sao bây giờ? Anh cứu em với, anh đừng bỏ rơi em. Mày làm tao thành nông nỗi này mà còn đòi hỏi tao cứu mày à?